lấy dưới chân đó. Ông Vũ chào anh chị nha. Hôm nay là ngày 2 tháng 12, thì mình làm cái video để dạy sơn xi măng da gỗ hoặc là sơn chậu. Tại vì nhờ một người quay không chuyên môn cho bà con thông cảm. Đây là cái bột màu vàng kêu bằng thổ quỳnh. Còn mà mình quay ngay cái này nè, con. Rồi nếu mà màu đỏ thì nó sẽ màu đỏ. Mình đổ vô bóng to vô. Vô bóng to và xăng. Xăng là mình lưu ý xăng xe nha anh chị. Nãy giờ bấm nút rồi ha. Rồi, đang chạy á. Vô bóng to và xăng. Đó, ví dụ như mình cảm thấy mà cái màu nó không được đậm đó, thì mình thêm màu vô. Vô bóng với xăng là hai cái đó. Cái đó là màu, ví dụ mình muốn màu vàng thì mình bỏ màu vàng vô. Ở đây em sơn xi măng da gỗ cho nên em sơn màu vàng. Còn anh chị mà mua sơn chậu á thì mình pha màu đỏ vô, màu là muốn màu gì là pha màu nấy. Còn công thức là dầu bóng to và xăng. Thì thùng này thì thường khoảng từ 7 tới 80 ngàn thùng. Quay thấy cái máy không? Coi cái máy ngay cái này nha. Đó. Còn màu này là kêu bằng thổ quỳnh. Còn thổ chu là nó màu đỏ, y như vậy mà màu đỏ thôi. Đưa cái máy gần gần đây một chút, đi tới một chút. Được không? Thấy không? Thấy. Đừng rung máy nha. Rồi. Đó. Anh chị mà cảm thấy nó yếu màu á, ví dụ như mình quậy lên nè, cảm thấy yếu màu thì mình bỏ thêm miếng màu vô. Ở đây em sơn da gỗ cho nên là màu vàng. Thì chậu cũng như vậy thôi. Dầu bóng to, em xin nhắc lại. Dầu bóng to và xăng. Xăng xe mình nha, lưu ý nha, xăng có nhiều loại, xăng tắng. Xăng tắng xăng xe mà ở dầu bóng to là tụi em xài xăng xe. Dầu bóng to mình lên mạng gõ TAO. Thấy không? Mình đưa lên coi. Quay vô đây nè. Thấy tông máy, nhìn tông máy thấy chỗ sơn này không? Thấy. Đó. Mình lưu ý mình khi mình quậy cái này lên, mình quậy quậy cho đều. Cái cách mà để anh chị pha rồi anh chị quét cái cọ lên cái thành này là để cho nó hết nhiễu. Rồi mình sơn đó là chỗ này nó đẹp. Đó là cái cách sơn để nó chống đổ. Ở đây tụi em sơn màu vàng để làm như là da gỗ cho anh chị. Còn mình sơn chậu thì mình pha màu đỏ vô, không có pha màu vàng. Ví dụ như đỏ với vàng, đỏ đen vàng thì nó sẽ đỏ vàng nó ra màu hột nhãn. Dính chưa được. Thì công thức sơn chậu là vậy. Em xin nhắc lại, bà con mua thổ quỳnh tức là màu vàng. Rồi màu vàng bỏ vô. Xong rồi tới cái, đây là màu vàng đây. Màu vàng là thổ quỳnh. Còn mình sơn chậu là mình mua hổ chu. Cái đó là xăng xe. Cái đó dầu bóng to. Ba cái này tộn lại. Thì mình quên thì mình lấy viết ra mình ghi vô. Để đi ra chợ mình mua. Dầu bóng to thì còn nước cuối cùng mà anh chị muốn bóng á, thì mình pha dầu bóng to với xăng. Đừng bỏ màu, có thể dùng cái cọ riêng. Đó, giả dụ như đưa máy vô đó còn cầm.
Rồi. Đây đây em chỉ lại nha. Rồi được rồi. Đây là màu vàng. Thì khi mà mình sau khi mình sơn màu vàng như vậy xong rồi mình quét vào bóng to với xăng vô là được. Mình xin nhắc lại cái công thức khoa chậu thường á, là vào bóng to là cái thùng như vậy. Vào bóng to. Xăng mình lưu ý nha, mình mua xăng xe nha. Xăng chạy xe Honda mình á. Xăng 95 á. Kế đó là xăng với dầu bóng to. Mình muốn màu vàng thì pha màu vàng vô. Muốn màu đỏ thì pha màu đỏ vô. Màu vàng ở đây là kêu bằng thổ quỳnh. Màu đỏ là thổ chu. Còn anh chị sơn xi măng và gỗ thì nó có ba màu đỏ, vàng và đen để em quay cái bàn và gỗ. Đây. Cái đôn và gỗ này là em làm. Là em đắp em bán. Cái bàn này cũng vậy. Anh chị thấy không? Đây cái bàn ông Thiên này là tụi em sơn xi măng và gỗ. Là nó có đỏ, vàng, đen và lớp cuối cùng là mình pha dầu bóng với xăng mình sơn vô. Thì cái xi măng và gỗ này là em sơn có 3 tông chủ đạo, đỏ, vàng, đen, thì pha với nhau là ra một cái gốc cây như vậy. Thì cái này là em làm rồi em mua bán, em làm bàn ghế và gỗ. Thì anh chị có một số người hỏi để mà em tư vấn là rất là lâu. Nó đi nó lại có 3-4 màu mà bà con ưa quên lắm. Cho nên là không nhớ thì mình cứ lấy giấy viết mình ghi vô giấy á. Dầu bóng to cộng xăng xe cộng màu. Ba cái đó. Là cái đó là một cái công thức pha chậu. Thì màu thì anh chị không thích màu vàng thì mình pha màu đỏ vô. Ha. Để lưu ý nha anh chị. Coi để mà mình cách pha sơn chậu mai vàng đây nè. Cái chậu mai vàng thì mình pha màu đỏ vô. Mình pha màu đỏ với xăng với chậu bóng to thôi. Rất là dễ luôn. Ê, xin nhắc lại nha anh chị. Pha màu đỏ thì mình pha màu đỏ với dầu bóng với xăng. Đấy, đây là mẫu chậu mai vàng. Mình có thể chụp màn hình lại thấy cái chai dầu bóng to nó giá thường từ 7 tới 80 ngàn tùy theo chỗ nó bán. Ở đây nãy mua cái chỗ này là nó bán 78 ngàn. Nó bán 78 ngàn. Thì còn một màu này thì em mua là 30 ngàn một ký. Thì đa số là mua giùm bà con. Thì anh chị nào mua dụng cụ quay chậu hay là mua dao quay chậu thì bên mình cũng có bán. Hiện nay đang bán khuyến mãi là bộ mai vàng 20 lọt lòng á, là 100k bao ship. Thì anh chị nào mua thì có thể đặt hàng bên em. Còn nước sơn thì như vậy nó rất là đơn giản. Dầu bóng to, xăng và màu nha anh chị. Đây là mình pha nè. Tay mình pha, quậy cái này lên để mình lấy cái cọ mình quét vô lên cái thành nè. Thấy không? Là nó rất là hạn chế đổ. Ở đây em phân màu vàng cho nên là em còn mình muốn pha màu khác thì mình cứ bỏ màu vô thôi. Sắp tới em sẽ làm một cái video chỉ hướng dẫn là anh chị làm cái dĩa da gỗ á. Đây cái dĩa da gỗ đây. Cái dĩa da gỗ này thì tại vì em muốn màu đỏ này, dĩa da gỗ này không có da nè.
Dĩa này bán khoảng 30 ngàn là có lời. Còn nếu mà ngon nữa thì 50 ngàn. Làm cái dĩa này thì nó rất là đơn giản, nó có một cái khung. Em chỉ là cái người bình thường không cần phải thợ hồ gì làm được hết. Còn anh chị nào muốn đắp da đắp mắt vô thì đắp. Ví dụ như mình coi nha, cái điểm âm dương của cái dĩa tiểu cảnh á. Dù ngay đây mình có thể mình đắp cái mắt cây. Đây cái mắt. Ở phía sau này cái mắt. Rồi ở đây mình phét cái lỗ. Để mình trồng cây vô. Cái dĩa này lúc xưa em bán có 30 ngàn dĩa. Bây giờ thời gian công việc em nhiều quá không có làm được. Nhưng mà sẽ làm một cái video để làm hướng dẫn bà con ở xa làm cái dĩa. Đây cái bàn này lúc đầu tiên ngày xưa em làm mà bị ế ha. Rồi